Câu lạc bộ ABKH vốn thực hiện gắn kết yêu thương là nơi hội tụ âm nhạc thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng, đồng thời cũng là dịp để chúng ta được giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công việc, góp phần giảm bớt nỗi lo công việc. Vâng, kính thưa quý vị, sự một thiên nhiên khoáng đạt, một nhịp điệu sống đang chảy trong con người nơi đây thắp lên chất thi ca. Về với câu lạc bộ là về với thế giới âm nhạc, người có những câu thân ca lắm đường thân tình được đúc kết từ lời ăn tiếng nói, tinh túy nhất được lấy ra từ người lao động chúng ta. Và được kinh nghiệm là câu lạc bộ phát triển trong lĩnh vực âm nhạc quần chúng. Em có lời chào câu lạc bộ anh nha. Có một cười duyên và như thương đang tỏa. Em hơi run cả nhà nhá. Cho bạn chỉ viên Lê Quỳnh. Em có vào câu lạc bộ anh không? Có nụ cười duyên và yêu thương lan tỏa, bao buồn phiền cùng bao nhiêu vất vả hòa cùng theo nốt nhạc lời ca. Vâng, chính vì những ý nghĩa thiết thực đó hôm nay được sự quan tâm nhất trí cao của toàn thể ban lãnh đạo câu lạc bộ và được sự ủng hộ phục vụ của 2980 thành viên trong câu lạc bộ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định trong trọng tổ chức buổi lễ sinh nhật lần thứ tư của câu lạc bộ đam mê ca hát bốn chủ tịch gắn kết yêu thương tại nhà hàng Pacific thuộc địa phận Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Tới dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chương trình xin được giới thiệu, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ban chủ tịch. Phó chủ tịch, quản trị viên và nhiều thành viên trong và ngoài câu lạc bộ đã đến dự sinh nhật câu lạc bộ, đề nghị hậu trường cho một tràng vỗ tay. Và ngay sau đây, ban tổ chức chương trình xin được kính mời một vị chủ tịch câu lạc bộ lên phát biểu ý kiến và chúc mừng sinh nhật câu lạc bộ. Xin mời chủ tịch Thanh Tử Nhân. Và hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2023, là ngày tổ chức sinh nhật của câu lạc bộ vừa tròn 5 tuổi. Thanh Thủy không nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Và cảm ơn tất cả các anh, các chị, các con, các chú, các cô đã đến đây dự buổi hôm nay là ngày sinh nhật của lần thứ 5. Thanh Thủy không biết nói gì hơn, Thanh Thủy xin chân thành cảm ơn. Và Thanh Thủy cũng chúc câu lạc bộ, câu lạc bộ ngày càng gắn kết thương nhiên đấy. Năm 2023 chúc câu lạc bộ là sinh nhật thành công và rực rỡ. Thanh Thủy Nguyễn đã có những lời tâm huyết đến câu lạc bộ, đó cũng chính là những động lực to lớn để xây dựng và phát triển câu lạc bộ lên một tầm cao mới. Xin hội trường một lồng tràn pháo tay một lần. Xin trân trọng kính mời quý vị đại diện cho Hà Nội lên phát biểu ý kiến. Câu lạc bộ là tròn 5 tuổi gắn kết yêu thương, thì tôi lên Phượng mong tất cả là các anh, các chị, tất cả các bạn làm sao mà ngày càng đưa câu lạc bộ mình càng lên cao và lên xa xa hơn, mãi mãi càng đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Và lên Phượng cũng mong muốn là từ giờ trở đi sẽ có nhiều thêm những ca sĩ mới nữa để cho câu lạc bộ mình càng phát triển vững mạnh hơn. Và cuối cùng thì Linh Phượng không biết nói gì hơn, chỉ gửi lời đến chúc sức khỏe đến quý anh chị, các bạn và các anh em, và tất cả chúc cho câu lạc bộ hôm nay sinh nhật thành công tốt đẹp ạ.
Hội sự cả ngay từ khi khai thiên ra câu lạc bộ, chị đã rất ủng hộ và tham gia hết mình vì đã lớn tuổi nhưng niềm đam mê nhạc âm nhạc không bao giờ quên mất trong tâm hồn chị. Một lần nữa xin được cảm ơn chị. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý cô chú, các anh chị cùng toàn thể mọi người trong hội trường ngày hôm nay, cũng như các khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên màn hình nhỏ của câu lạc bộ đam mê ca hát của chương trình đặc biệt yêu thương. Câu lạc bộ muốn chủ tịch được hình thành đến nay đã 5 năm do chủ tịch Thanh Thủy Huyện Trần Hợp, người con gái Điện Biên xinh đẹp đã đặt bao tâm huyết cho câu lạc bộ, luôn quan tâm chia sẻ nhiệt tình với vai trò của mình, cũng theo đó là sự chung tay góp sức của chủ tịch phó chủ tịch quan quản trị viên xây dựng và trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Và cũng không thể quên các cô chú anh chị và thành viên cùng nhau đưa câu lạc bộ chúng ta đạt đến vinh quang như bây giờ. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã cho chúng ta cho chúng dân một cuộc sống yên bình, để từ phát cuộc sống và niềm đam mê ca hát. Cảm ơn Đảng, cộng đồng mạng đã cho những tâm hồn cháy bỏng đam mê được gặp nhau ở chính nơi đây, Hà Nội rộng lớn bao la. Những căn phòng này đã hội tụ tất cả bao nhiêu người mộc mạc, chân thật và khát. Cảm ơn Xuân Mai Thế Đẹp đã dành một ngày đẹp trời để sương ngày hội quẩn vang mãi nơi đây. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính mời ba chủ tịch lên sân khấu để ban tổ chức chương trình trao hoa nhận quà và kỷ niệm chương của câu lạc bộ. Xin kính mời hai ban chủ tịch lên sân khấu làm công tác của mình. Xin kính mời ba chủ tịch.
là Lê Trần, trước tiên là Thanh Bình. Xin có đôi lời phát biểu với buổi sinh nhật ngày hôm nay. Xin kính thưa ban lãnh đạo, các chủ tịch, phó chủ tịch, các quản trị viên cùng các anh chị em và các bạn trong câu lạc bộ đam mê ca hát gắn kết 4CT yêu thương. Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị, được sự thống nhất, nhất trí của toàn bộ các thành viên trong câu lạc bộ, hôm nay câu lạc bộ tổ chức sinh nhật lần thứ 5 của câu lạc bộ chúng ta. Tôi là Đình Trần, Nick Đình Trần. Xin thay mặt cho đoàn của Hà Nội, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí, các bạn, các em lời kính chúc sức khỏe. Và cũng qua một buổi ngày hôm nay, mong rằng tất cả câu lạc bộ chúng ta gắn kết hơn, yêu thương hơn và để cùng nhau xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh. Và cuối cùng xin thay mặt cho đoàn của Hà Nội xin kính chúc các quý vị đại biểu, các chủ tịch, các phó chủ tịch và các quản trị viên cũng như các thành viên đã về dự ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Phó Chủ tịch Đình Trần và cảm ơn đoàn Hà Nội đã có chút thời gian đến nhà hàng Pacific để tham dự buổi lễ sinh nhật lần thứ tư của câu lạc bộ. Một lần nữa xin được cảm ơn đoàn Hà Nội. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời đoàn Nguyên lên sân khấu. Kính mời ạ. Kính mời đoàn Nguyên ạ. Xin được mời đoàn thanh niên ta lên sân khấu và xin được mời một vị chủ tịch và